biết quay đầu lại cũng hay. Quay đầu đã mấy lần cũng nó phá hoài, giờ mới quay đầu. Nếu mà Sang nói mà Sang quay đầu lại là ngày xưa Sang cũng dữ tợn không, chứ không phải vừa đâu. Trước thì đi gặp ai thì cũng đồ quýnh gặp này với đồ mẫu quýnh nhân nữa. Bánh rau pháp thì giá bự vậy nè, lớn vậy nè, mà dẻ đẹp lắm. Bên đây ngày xưa biết, giờ lúc chúc bạn đi là lúc đó là thầy ổng chắc không còn bằng xưa nữa. Chứ lúc tôi đi ổng là ổng còn nhỏ lắm, tôi còn nhỏ, năm đó tôi tầm khoảng 13, 14 tuổi à. Bà anh biết thầy Trương không? Trương. Trương ở đường Long Xuyên, đường bà dạy chạy xuống đó. Ừ, về Phan Hòa ha. Có mấy cái cờ ấy đó. Ừ. Tôi có bánh à, có quà bánh nào biến quà không? Ừ. Quà con Bạch Thọ, con Bạch Thọ. Cũng làm mấy này đó hả? Con Bạch Thọ ở Long Kiến à, anh đâu quê đâu? Cũng gần gần đó đó. Tôi qua đây qua lại hoài, cũng có mấy bạn bên đây nhiều lắm. Bên cả xài á, cả xài nhiều. Mấy ông anh có việc chồng, có vợ bánh, Long Kiến. Bây giờ anh Sang là hết bệnh rồi ha. Cái cô này gương quen à. Con bé này á, hay vợ chồng là ở một túc ở dưới thốt nốt cờ đỏ là như đâu. Người giống người, người giống người. Bây giờ đâu thử nó giống ai, nó giống ai, nó giống ai đâu thử rồi. Ở dưới hồi đó anh thắm ở dưới á, có rượu mặn dưới á. Vậy hả? Làm gì? Dường như là cái ông này hay chị nhà với người này là có quen à. Anh làm gì? Xưa làm gì dưới? Làm xài. Làm xài hả? Xài trong nông trường hả? Xài trong nông trường á. Giống vậy. Giống chú ông Hoàng rồi đó. Giờ chắc vậy đó, chắc đi gặp bù quen chứ ông gì. Hoàng, ông Hoàng ấy nè, ông Hoàng ngay dân chỗ bánh xe mà Vinh rồi đó. Ở dưới nhiều năm? Ở dưới ông anh ở dưới đầu năm, ông trường bạn cũng hai đô. Hai đô. Ông Vinh nó lớn tuổi chưa anh? Vinh nó nhỏ tuổi, nó khoảng chừng bự bự tuổi hơn em chút. Mà nó năm nay chắc có 41, 42 gì à. Thằng Vinh bây giờ nghe nói là nó làm giữa xa, nó bóp chát không ở dưới á, trên chỗ nông trường á. Xưa anh trồng xài với đi phụ người ta hay là mình mướn thì mình trồng? Xuống dưới mấy ổng nó để cho giúp xài mặn mới mặn cái thấy mà không ổn hay gì nữa. Thôi giúp cho xịt viên á. Xịt thuốc á. Mặn đi giờ ổng cho xịt thuốc viên rồi lấy tiền. Mà dưới nó không ổn. Bao lâu rồi? Hôm nay cũng trước bệnh. Trước bệnh ha. Ừ. Lúc còn trẻ. Trẻ. Bây giờ là anh ổn rồi ha, khỏe ha. Khỏe. Thuốc cho bình thường thì khỏe. Chỉ ngày uống hai viên nhỏ như. Là bác sĩ là. Bác sĩ cấp. Cấp mình. Vậy là cấp ba của anh Sang làm thầy khác hả? Ông nội có gì là trước có. Mà ông nói rợ. Bên cánh đây là ngày xưa cũng nhiều lắm. Bên cánh cho mới. Bên trước nhiều lắm. Rồi bên đây xưa cũng có mấy ông quan vua chúa rồi thời nhà Nguyễn của mình đó, Nguyễn Ánh. Cái đó như là ông Sơn của mình đó làm xong là thầy, rồi sau này là con cháu là không có người mà nói nghiệp đó. Rồi mới về đó nói nghiệp đó. Dạ. Mấy hành sát mình gì đó ha. Đi mấy ông thầy chạy gặp vẻ bùa lô quan thì đông trong mình rồi sợ cái bà. Tập chạy với sao giờ, nhưng mà tao gặp cũng chưa đúng cái ông đó. Hồi đó thì thầy hay thiệt quá, chứ giờ không thấy không có thầy nào mà hay, chứ giờ không có thầy nào. Bây giờ hình như là nó về cái vấn đề kia nhiều hơn. Trăm ông thầy pháp chưa có ông thầy, chứ mấy ông kia cũng giả không. Đúng rồi, đúng. Mà giả gì kiếm ông thì thầy pháp thiệt á. Người ta đâu có lộ, ít có ai lộ trăm tướng. Thầy pháp thầy không có nào mà người ta trị bệnh chứ á. Tao không có lộ. Nhiều khi nè, mình thấy mình đi tìm lòng vòng chứ thực chất người ta cũng ở gần trước mặt khu vực của mình. Em ông trời pháp thiệt à, nhưng mà có một cái là mấy người kia lại em không có chạy. Đã gặp, vừa gặp người ta bệnh gì chứ không có chạy, không có lộn. Về chùm lum chân mới không. Đồ. Làm sao anh mới chạy? Đúng người nha. Trừ khi đúng người, có duyên ha. Có duyên mới chạy được. Có duyên đã đến được. Sang đi là anh đón anh ngồi em vô hoài, không có chạy. Vậy hả? Sang chạy được bao lâu rồi? Anh
hai năm trước khi ăn nhấp nhấp tháng 10 ngày 20 ngày tới năm. Bây giờ là trường luôn rồi đúng không? Trường trai. Trường trai luôn quá tốt. Cũng theo Hòa Hảo hay sao? Theo Hòa Hảo. Bây giờ mấy cái hình gì bạn có hối hận không? Chuyện hình xăm của mình nè. Không. Mình chỉ có chỉ là lỡ chót mang thì bây giờ nó đã vậy thì mình cũng không hối hận ha. Dạ, hối hận. Nhưng mà đây cũng là nó cũng là những cái mà kỷ niệm đó, không phải giỡn đâu. Dân chơi thời trước mới gặp chứ thời sau này bây giờ không thấy đâu. Hay anh đừng phá nữa, anh để gì luôn đi. Anh phá nó thẹo nhiều hơn. Có phá mấy cái chỗ mà mình không có thích á. Rồi phá rồi có mấy chỗ nào để thích tự gì dạy gì luôn. Xăm bít gì rồi. Cũng hay ha. Người biết quay đầu lại cũng hay. Quay đầu rồi mấy lần mà nó phá hoài. Giờ mới quay rồi. Nếu mà Sang nói mà Sang quay đầu lại là ngày xưa Sang cũng dữ tợn lắm chứ không phải vừa đâu. Trước thì đi gặp ai cũng đồ quýnh đập này cái đồ cũng mẫu quýnh cho nó dữ không mà. Đúng rồi, mình phải biết chứ đâu phải mình cứ lựa bậy bạ đâu phải là người sao hết chứ. Con nó gặp nó kêu anh không với mình hiền khô mà gặp nó kêu anh không mà. Dạ. Lúc chưa xăm á. Cũng kêu anh bình thường á. Lúc xăm kêu sư phụ luôn quá. Giờ gặp mấy thằng nhỏ nãy giờ nó gặp nó phá lắm. Hay ngang hút không hút thuốc hả? Có. Thôi được rồi. Tôi tính hỏi coi bạn không hút thuốc nữa là tốt quá rồi. Có giờ bỏ đi. Được rồi. Sao hả? Thuốc bỏ đi cho có sức khỏe. Uống đi. Uống cho vui với anh em. Vô nhà uống cái gì đi chứ. Còn có đi không đi không như nhận nước chứ đừng ngồi đứng ngoài đợi. Dạ. Mấy em đi còn quay nữa. Quay đây. Thôi cứ chơi với Sang chút xíu đi, hôm nào anh em qua gặp nhau giao lưu nữa chứ có gì đâu, mình còn chơi chút xíu nữa đi. 5-10 phút nữa đi. Thì đang tìm hiểu những cái hình xăm trên người của bạn. Thì trước tự nhiên xăm nó mà không biết sao xăm nó nổi lên gì. Giờ ai cũng nói đẹp chứ. Đẹp, thiệt, đẹp. Tôi cũng có thời gian tôi cũng tính làm nè, đây nè. Nhưng mà tôi kẹt cái như bạn không có con. Tôi có 3 đứa rồi. Cho nên tôi không có làm. Quýnh lên cái giờ chắc bỏ của luôn quá. Còn nó bắt trước theo á. Cho nên mình cũng hơi ngại ngại. Nói chung ra mình không xăm thì thôi, mình xăm xăm cho giác mình. Đúng rồi, xăm cho nhưng tới mà luôn. Nhưng đi là đi trừ mình, đi cùng mình hết á. Nếu không đi cũng vậy, không đi cũng dứt không. Không đi cũng chơi, cũng đi cùng mình hết. Chứ để mấy nhỏ nó nói, trời ơi, xăm gì có mấy chỗ. Đâu anh Sang ra, ngồi thẳng lên đây. Quay cái lưng qua cái cho mấy mình. Đó, đây bạn. Nguyên con cọp. Nhưng mà thường á, theo mà đúng chắc ngày xưa người ta hay nói những người mà tướng mạng đồ lớn lắm mới xăm cọp nha các bạn, chứ không phải đơn giản mà ai muốn xăm là xăm luôn nha, nhiều khi xăm cái, lên cái con cọp này á là cọp với quan công đồ đó lớn mạng lắm mới dám nếu xăm. Mà ai mà đi mà hai con trực diện này á, cọp với quan công với kỳ lân á là hai con trực diện là người ta kêu bằng là thổ địa đó, thổ địa của vùng đó nha bạn, thổ địa của vùng á chứ không phải giỡn đâu nha. Là con cọp với kỳ lân này nè. Mình không phải đi đó, hay đi đó, mình đi mới đó, hiểu ý nghĩa. Anh Sang ít xăm bên hông ta. Không có đi được. Đau rồi sao? Không phải gì, tại vì mình không muốn đi nữa, đi nhiêu thôi. Cái này thì dễ rồi. Chứ anh chăm chăm vô, kêu một bản xăm vô cái rồi, không phải đi không. À. Cũng đau dữ anh Sang. Thì trước thì đau, giờ cũng quen rồi. Bên đây thì Sang chú thấy là trà với thuốc phải không? Để bữa nào anh em có dịp qua đó thì mua thuốc với trà đem qua tặng cho Sang. À, tương bọng rồi, trao rồi. Thì anh em cũng sẽ có dịp cũng qua đây nữa. Dạ, có dịp thì qua cho. Ừ. Vậy với chắc mình luôn. Anh trước chắc cũng có bệnh hả? Bệnh gì? Bởi vì hôm nay bữa nay luôn mình này, tại vì mình thích mình nói chuyện vậy thôi chứ ngoài ra hữu duyên anh em trước thì cũng quen nè, mấy ông kia cũng thầy bùa đá gà gì chùm lum mình cũng chơi bình thường hữu duyên. Sàng nói gì cũng hay quá ta.
Thật chất thì mình có thầy. Đúng rồi, ông có thầy, thầy dạy, nhưng mà dạy cái này là cứ giữ à. Không, nói thiệt. Mà có cái là anh em cười giỡn vui vẻ thôi chứ mà ra không sợ. Cái mấy người cho gặp lại là anh sợ thấy ba. Anh em mình đâu có hại gì cho nhau đâu mà. Thôi giờ mình kết thúc mình đi ha. Dạ. Thì nói đi. Em cũng về luôn xe. Rồi, chú anh xem nhiều sức khỏe nha. Rồi. Mong anh em mình cứ gặp lại nhau. Bữa nào gặp. Cũng thời gian gần đây thôi, không xa đâu. Rồi, anh em mình sẽ qua chợ mới rồi gặp bạn nữa. Hữu duyên rồi đó. Rồi, hôm nào mình sẽ gặp nha. Rồi. Dạ em xem ơi. Rồi, không có gì.